Good morning California. Chào các bạn buổi sáng. Bầu trời Cali hôm nay rất là đẹp, trong veo, xanh, mát mẻ. Đôi khi cảm thấy lành lạnh. Nhiệt độ buổi sáng thì khoảng 54, 55 độ. Buổi trưa thì lại nắng đến 83 độ. Ngày hôm qua thì nắng rất là nóng là 86 độ. Ngày hôm nay thì giảm hơn được mấy độ, nhưng mà thật ra nó cũng rất là nóng, là vì nó mùa thu rồi. Nhiệt độ nó chênh lệch quá nhiều, từ 50 mấy độ mà vượt lên đến 80 mấy độ trong một ngày, thì cái khí hậu nó trở nên nó khắc nghiệt. Là khi đang lúc mà mát mẻ, đang lạnh lạnh, se se lạnh, thì tự nhiên bỗng dưng trưa thì có những luồng hơi nóng thổi vào người, làm cho da mình nó khô, khiến cho nhiều người cái da nó sẽ bị ngứa. Cho nên các bạn nên dùng lotion hoặc là cái aloe vera gì đó để bôi lên cho nó mát cái da mình, nó dịu cái da mình đi. Không thôi, vì chính cái nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến cho cái làn da của mình nó bị khô rám do những không khí nóng bất thường vào buổi trưa, là nó sẽ làm cho cái da mình nó rám lại, gây ra cái ngứa da. Ở Mỹ này, nhất là ở Cali, thì đa số rất nhiều người bị cái bệnh ngứa da vào cái mùa thu với mùa đông. Thì chúng ta chỉ có cách duy nhất là dùng những cái lotion mà có cái moisturizer nhiều á, để bôi nó lên, thì nó làm cho dịu cái cơn ngứa. Bản tin ngày hôm nay thì có những cái bản tin cũng rất là hấp dẫn gửi đến cho các bạn. Thì VinFast cân nhắc ra mắt xe điện VF3 bán tại Mỹ. Tesla giành chiến thắng trong cuộc thử nghiệm autopilot đầu tiên của Hoa Kỳ liên quan đến vụ tai nạn chết người. Vụ tai nạn chết người mà họ nghi là do cái bộ phận mà autopilot của Tesla, nhưng vừa rồi thì Tesla đã chiến thắng trong cái vụ kiện này. Tesla hôm thứ ba đã thắng trong phiên tòa đầu tiên ở Hoa Kỳ trước những cáo buộc rằng tính năng trợ lý xe autopilot của họ đã dẫn đến tử vong. Một chiến thắng lớn cho nhà sản xuất ô tô khi họ phải đối mặt với một vụ kiện khác và những cáo buộc điều tra liên bang đến công nghệ tương tự, là coi như là có rất nhiều có một cái vụ kiện về cái autopilot. Nhưng mà cái vụ kiện đầu tiên thì Tesla đã thắng. Đó là cái bản tin vui cho Tesla. Chứ cái autopilot này thật ra mình có lái thì lái, chứ mình cũng ngồi đó dầm chừng, mình còn mệt hơn là mình tự mình lái nữa. Chứ mình không có tin tưởng mà giao phó cho nó đâu. Cho nên mỗi lần mình lái thử nó thì mình cũng bật nó lên, rồi cái mình ngồi bên nó mình khó chịu lắm. Là vì nhiều khi mấy cái ôm cua hoặc là chạy nhanh có cái cua cong cong, mình cũng sợ nó trật cái đường ra, mình cũng ngồi cũng thập thọt lắm. Cho nên đối với mình thì cái autopilot là mình vứt đi, mình không có dài tay xài đến, là vì ngồi rung lắm. Mình ngồi trên xe chạy mà khoảng 100 cây số một giờ mà nó chạy o như vậy á, với mấy cái đoạn đường cong cong đó, mình rất là sợ, là vì nó chỉ cần một cái chớp tắt nào đó mà nó tín hiệu nó bị ngắt đi một cái thôi là cuộc đời mình tiêu tan. Cho nên nói đúng ra mình ngồi mình dòm chừng nó thì càng mệt hơn, mình hồi hộp hơn là mình tự mình lái đó. Cái phán quyết ngày qua phán quyết này đại diện cho chiến thắng lớn thứ hai của Tesla trong năm nay. Trong đó hồi bồi thẩm đoàn đã từ chối kết luận rằng phần mềm của họ bị lỗi. Tesla đã thử nghiệm và tung ra hệ thống autopilot và hệ thống tự lái hoàn toàn tiên tiến hơn mà giám đốc điều hành Elon Musk đã quảng cáo là rất quan trọng đối với tương lai của công ty của ông, nhưng lại thu hút sự giám sát pháp lý và quản lý. Kết quả tại tòa án dân sự cho thấy lập luận của Tesla đang có sức thuyết phục. Khi có sự cố xảy ra trên đường, trách nhiệm cuối cùng thuộc về người lái xe.
Họ đưa ra trách nhiệm cuối cùng là thuộc về người lái xe. Bởi anh cái autopilot là chỉ làm cho vui thôi, anh ngồi trên chơi thôi nhưng mà anh phải dùm chân, chứ còn anh ngồi trên anh ngủ là coi như tao xong. Cái trách nhiệm đó là thuộc về cái người lái xe, vì anh ngồi bên chiếc xe làm cái gì đó. Nói chung là ngồi trên để cho autopilot hoặc self driver nó lái á, thì mình ngồi rung lắm, mình không có tin được. Đi tiếng thì xa lộ thẳng tăm tắp như vậy á, chạy đến 100, 150 cây số một giờ rồi qua mấy khu công á, ngồi rung lắm. Hoặc có những người họ chen lên họ chặn ngang trước đầu á, là cũng ớn chạy đầu lắm. Thà có mình làm chủ thì nó ấy hơn, nhưng mà mình để ý thì khi lúc có ai chen lên chặt đầu á, chỉ cần bật xi nhan á thì nó biết. À, nó nhận thấy cái đèn xe đằng trước đã bật xi nhan là nó tự động nó nhường xe. Nó không như mình nhiều khi cũng còn chạy ráng, nhưng là cái xe mà lái tự động thì khi lúc nó thấy là nó nhường liền, nó không có tranh giành với những cái xe mà bật xi nhan đằng trước là nó nhường ngay. Cho nên nhiều người mà lái xe mà chặn ngang qua mà không bật xi nhan, nó lái cắt đầu người ta đó thì rất là nguy hiểm. Cả cái người có người lái xe cũng nguy hiểm nữa, chứ đừng có nói đến là cái công nghệ lái xe. Công nghệ lái xe thì nó dựa trên những cái tiêu chuẩn luật lệ. Nếu mà bạn sang lên, bạn bật đèn lên đó, thì nó thấy được cái đèn bạn chớp tắt đó, thì nó biết. Còn mà bạn chen lên mà không bật đèn xi nhan thì tất nhiên là cái máy nó không biết, nó vẫn để vậy nó chạy. Đến khi bạn cắt qua trước mặt nó thì nó mới phát hiện, thì đôi khi nó sẽ gây sẽ ra tai nạn cũng giống như người thiệt mình lái thôi. Vụ kiện dân sự được đệ trình lên tòa thượng phẩm quận Riverside cáo buộc hệ thống autopilot đã khiến chiếc Model 3 của chủ sở hữu Mikak đột ngột rẽ khỏi đường cao tốc phía đông Los Angeles với tốc độ 65 dặm một giờ, tương đương với 105 km một giờ, đâm vào một cây cọ và bốc cháy, tất cả chỉ trong khoảng vài giây. Tài liệu tòa án cho thấy vụ tai nạn năm 2019 đã khiến Lee thiệt mạng và hai hành khách của anh bị thương nặng, trong đó có cậu bé 8 tuổi khi đó đã bị mổ bụng. Phiên tòa bao gồm lời khai khủng khiếp về thương tích của các hành khách, nguyên đơn yêu cầu bồi thẩm đoàn bồi thường 400 triệu đô la cộng với các khoản bồi thường trừng phạt. Đó là một cái tai nạn mà muốn mà thắng là bồi thường đến 400 triệu đô la, trong đó có hai người hành khách và một tài xế, và một chiếc xe coi như là tan nát không còn gì hết. Tài xế thì đã chết, còn hai người hành khách thì bị thương trầm trọng. Rồi bây giờ họ đòi bồi thường đến 400 triệu cộng thêm cái tiền phạt nữa. Thì nhưng mà Tesla đã chiến thắng. Thì họ cuối cùng kết luận cuối cùng của tòa là do cái người lái xe. Đó, vậy thôi. Vì nói chung họ đã cảnh báo rồi, lái thì tự động thì đồng hoàn toàn lái thì lái, nhưng phải ngồi bên coi chừng nó. À, giống như mình coi cái thằng mà lái xe mới mới ra trường á, đó, mấy người mà lái xe mới ra trường á thì họ cũng lái cà lập cà mờ, cũng giống như cái chiếc xe lái tự động này vậy đó. Mình là người kỳ cựu, mình ngồi bên mình phải dòm chân. Mình ngồi trước vô lăng mà mình có thể chụp tay lái mình chỉnh sửa lại, hoặc mình có thể mình dùng chân mình đạp thắng để dạ làm cho nó ngưng lại. Còn mà mình ngồi để mình ngủ á, là cái nó lỗi thuộc về cái người lái xe, cho nên á, tòa họ không có chấp nhận, nên họ mà họ cho Tesla thắng cuộc. Tesla từ chối trách nhiệm pháp lý, nói rằng Lee đã uống rượu trước khi ngồi sau tay lái. Nhà sản xuất xe điện cũng lập luận rằng không rõ liệu autopilot có hoạt động vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn hay không. Đó, họ nghi ngờ là họ có bật cái chế độ đó lên hay không nữa, chứ không phải là ấy mà do cái anh chàng say rượu anh lái xe. Thì cái chế độ tự lái á, không biết có bật lên hay không, hay là chỉ đổ lỗi vô để mà kiếm bảo hiểm thôi. Đó là vấn đề, hai cái lý do nó khác biệt nhau, cho nên họ cũng không có bằng chứng là cái người lái xe này bật chế độ lái tự động nữa.
mà nói gì thì nói uống rượu xỉn rồi mà bật lái tự động để cho anh lái về nhà, thì cái đó là lỗi của người lái xe. Là vì Tesla vẫn khuyến kha cáo là cái người lái xe phải giám sát chiếc xe nó tự lái chứ không phải là giao phó cho nó là coi như là thua đó. Chính vì vậy mà Tesla được thắng kiện. Bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên tuyên bố họ nhận thấy chiếc xe không có lỗi ở nhà sản xuất. Phán quyết được đưa ra vào ngày nghị án thứ tư và tỷ lệ bỏ phiếu là 9-3. Đó, cho nên 9 đến 3 là rất là xác suất thắng rất là cao. Michael, luật sư của nguyên đơn, bày tỏ sự thất vọng với phán quyết, nhưng nói trong một tuyên bố rằng Tesla đã bị đẩy đến giới hạn trong phiên tòa. Ông nói việc bồi thẩm đoàn cân nhắc kéo dài cho thấy phán quyết vẫn mang lại cảm giác không chắc chắn. Đó là cái tâm tư của ông luật sư thua trận của phía người mà thân chủ của mình, cho nên cũng nói một vài câu gọi là biện hộ cho chính mình thôi. Như trong cái đó có bồi thẩm đoàn họ ngồi đó họ nghe nữa, thì họ đã bình chọn đến 9 trên 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 mấy 9 trên 3, thì tất nhiên là bồi thẩm đoàn họ là những công dân giống như mình đi tới tòa nghe, rồi họ vẫn phán quyết, họ đưa ra những ai đúng ai sai. Chính vì vậy thì bồi thẩm đoàn là người quyết định cho cái thẩm phán họ đã đưa ra cái kết luận cuối cùng. Đó là như vậy. Ở Mỹ này ra tòa thì có bồi thẩm đoàn là những người thường dân như mình tới dự phiên đà nghe tòa xử, xong rồi ai đúng ai sai thì bồi thẩm đoàn bỏ phiếu bình chọn. Đó là như vậy. Tesla cho biết xe của hãng được thiết kế tốt và giúp đường phố trở nên an toàn hơn. Công ty cho biết trong một tuyên bố kết luận của bồi thẩm đoàn là đúng đắn. Tesla đã giành chiến thắng trong cuộc thử nghiệm trước đó ở Los Angeles vào tháng 4 với chiến lược nói rằng họ nói với người lái xe rằng công nghệ của họ cần có sự giám sát của con người bất chấp tên Autopilot hay là Full Self Driving, là dù cái tên đặt gì thì vẫn cần có cái người đứng ngồi một bên giám sát chứ không thể giao phó hết cho nó, dù là cái tên nó là tự lái hay là Autopilot hay là Full Self Driving hay là lái tự động hoàn toàn, là dù là cái tên nó như vậy nhưng phải có người giám sát một bên chứ không thể bỏ nó giao giao cho nó muốn chạy sao nó chạy. Cái đó nó chưa được pháp luật thông qua, cho nên cũng mà cái hãng như Tesla họ cũng sợ là họ sẽ bị thua kiện nếu mà tai nạn xảy ra, cho nên họ lúc nào họ cũng móc là một câu là cái người lái xe phải coi chừng, tự động thì tự động nhưng phải ngồi bên dòm chừng đó, còn mà anh không dòm chừng anh để tai nạn xảy ra là lỗi tại anh. Đó là như vậy, coi như Tesla không có lỗi vào cái chuyện việc này, họ đã báo trước, họ đã cân nhắc trước, đồng ý họ cũng có những cái hệ thống báo động nếu như người lái xe không đụng vào tay lái nó vẫn báo động đó, để yên hai tay trên tay lái mà không nhúc nhích nó cũng báo động đó. Nhưng mà cái trường hợp này là uống rượu lái xe leo lên bấm nút cho xe chạy rồi ngủ khò đó, là tính như vậy mà tai nạn xảy ra không hề hay biết. Vụ án đó nói về một vụ tai nạn trong đó một chiếc xe Model S lao vào lề đường và làm người lái bị thương, và các bồi thẩm đoàn nói với Reuters sau phán quyết rằng họ tin rằng nguyên nhân là do Tesla đã cảnh báo người lái xe về hệ thống của nó và sự mất tập trung của người lái xe. Smith, giáo sư luật của Đại học Nam California cho biết kết quả trong cả hai trường hợp cho thấy bồi thẩm đoàn của chúng tôi vẫn thật sự tập trung vào ý tưởng về một con người ngồi ở ghế lái là nơi dừng lại. Coi như nói gì thì nói thì anh không có ngồi đó mà anh ngủ thì là anh cũng bị tai nạn xảy ra, anh là lỗi về anh cả, lỗi cái người tài xế cả. Cho nên đừng có nghe nói chữ tự lái xe hoàn toàn tự động rồi cứ bấm nút cho nó chạy rồi ngủ khò rau ra là chết. Cái đó tai nạn xảy ra thì không có ai,
kiểm soát được cái tự động lái. Cho nên trách nhiệm cuối cùng cũng là người tài xế phải ngồi bên giùm chừng đó. Nếu mà có những sự cố gì mà cái hệ thống đó nó không xử lý kịp thì mình phải phải trợ giúp nó, mình phải đạp thắng hoặc là bẻ lái để tránh tai nạn. Cái đó là thuộc về cái người lái xe. Trong các vụ kiện khác, các nguyên đơn cáo buộc autopilot được thiết kế bị lỗi khiến người lái xe sử dụng sai hệ thống. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn ở Riverside chỉ được yêu cầu đánh giá xem liệu lỗi sản xuất có ảnh hưởng đến hệ thống lái hay không. Một luật sư của Tesla cho biết phân tích an toàn không xác định được khiếm khuyết mà nhằm giúp công ty giải quyết mọi vấn đề về mặt lý thuyết có thể phát sinh với xe. Sau đó, nhà sản xuất ô tô này đã thiết kế một hệ thống ngăn autopilot thực hiện việc rẽ có nghĩa là quẹo hay gì đấy, rẽ gây ra vụ tai nạn đó, vụ quẹo đi không đúng hướng, không đúng đường nên gây ra vụ tai nạn. Cho nên cái này là họ đã có hết rồi, nhưng mà do là cái người lái xe ngồi trên không có chịu coi chừng nó thôi. Trên khán đài, kỹ sư Tesla Eloy Rubio Balanco đã bác bỏ đề nghị của luật sư nguyên đơn rằng công ty đặt tên cho tính năng hỗ trợ lái xe của mình là lái tự động hoàn toàn, vì họ muốn mọi người tin rằng hệ thống của họ có nhiều khả năng hơn thực tế. Tesla đang phải đối mặt với cáo buộc điều tra hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về tuyên bố xe của họ có thể là tự lái. Ngoài ra, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia đã điều tra hiệu suất của Autopilot sau khi xác định hơn chục vụ va chạm, trong đó xe Tesla tông vào các phương tiện khẩn cấp đang đứng yên. Cho nên bây giờ họ đang điều tra cái lỗi, có phải là cái anh chàng autopilot này không? Cho nên mình nghĩ cái tên autopilot này trong tương lai chắc chắn Tesla sẽ đổi cái tên khác, chứ không thể để cái tên mà gây hiểu lầm. Vì họ nói là full self driving, cho nên là coi như lái xe tự động hoàn toàn. Đó, cho nên cái người là tài xế họ nghĩ rằng nó tự lái, cho nên họ bấm nút cho nó lái. Đó, họ tin tưởng vào công nghệ của Tesla. Họ lật ngược vấn đề là như vậy. Thì dù là Tesla vẫn khuyến cáo là phải quan sát, khi lúc bấm nút là những cái message, những cái tin nó hiện lên là nó báo mình phải quan sát chiếc xe trước khi chạy. Đó là vậy. Nhưng mà nói gì thì nói, cái tên khiến cho nhiều người hiểu lầm. Thành thử mình nghĩ trong tương lai Tesla sẽ đổi lại cái tên. Đó, bán tự động hay là cái gì đó chứ còn cái này lái tự động hoàn toàn, cho nên chính vì vậy người ta bấm nút cho nó chạy thôi, người ta đâu để ý nó chi nữa, nó tự động nó lái rồi. Cho nên trong tương lai mình nghĩ Tesla sẽ đổi cái tên này lại thôi, bằng một cái tên khác là bán tự động hay là gì đó mà nó phù hợp với cái kỹ thuật của chiếc xe, theo mình đoán là như vậy. Chứ còn để cái tên này là gây hiểu lầm cho rất nhiều tài xế, cho dù là có khuyến cáo hay khuyến cáo nữa mà cái tên nó gây ấn tượng quá, cho nên họ cũng phó thác cho cái công nghệ của Tesla, vì họ tin tưởng vào cái trình độ khoa học kỹ thuật mà những cái công nghệ mà Tesla đưa vào trong chiếc xe đó. Cái bản tin tiếp theo mình muốn gửi đến các bạn ngày hôm nay là một cái tin mình thấy rất là vui cho những ai mà hâm mộ VinFast xe điện Việt Nam, là VinFast cân nhắc ra mắt xe điện VF3 trị giá 20.000 đô khi các đại lý Mỹ bày tỏ sự quan tâm. Đó, khi lúc mà VinFast chào hàng chiếc xe VF3 này á, thì các đại lý ở nước Mỹ thì họ rất là thích. Đó, cho nên đây là một cái tin vui về fan hâm mộ của VinFast, và cũng là tin vui cho VinFast nó có những cái tiềm năng khiến cho cái xe điện VinFast vươn lên tại Mỹ.
là vì cái giá thành chiếc xe có 20.000 đô la cho một chiếc xe VF3, là chiếc xe này được biết đến là một xe mini, xe loại nhỏ của VinFast. Nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast có thể sớm ra mắt mẫu xe điện rẻ nhất tại Mỹ. VinFast giới thiệu mẫu xe điện VF3 tới các đại lý Mỹ, giá có thể ra mắt dưới 20.000 đô la. VinFast đang cân nhắc bổ sung mẫu xe điện thứ 5 vào danh sách sản phẩm tại Mỹ để có thể phục vụ một thị trường quan trọng. Đây là cái mẫu xe thứ 5 mà họ giới thiệu tới thị trường Mỹ, chứ thật ra họ chưa có bán mấy cái mẫu xe này, chỉ là chào hàng thôi, chỉ đưa tới cho các cái đại lý phân phối xe của Mỹ để họ nắm bắt thông tin thôi, chứ chưa có cái lượng xe nào đưa tới Mỹ cả. Nhà sản xuất xe điện hiện đang bán VFi34, VF5, VF8 và VF9, nhưng các mẫu mới đang được triển khai. VinFast đang chuẩn bị ra mắt VF6 và VF7 tại Việt Nam trước đợt giao hàng toàn cầu. Coi như là họ đã ra những dòng xe VF6 và VF7 và VF3 tại Việt Nam rồi, là coi đang bán hàng tại Việt Nam rồi, nhưng trước khi họ tung ra toàn cầu đó, bây giờ bán ra thị trường trong nước trước. Sản phẩm bổ sung gần đây nhất của nó là VF3. Mặc dù mẫu xe điện mini này được thiết kế đặc biệt cho Việt Nam, nhưng nó có thể tìm được một ngôi nhà khác ở Mỹ cùng với các thị trường toàn cầu khác. VinFast trình làng VF3 vào tháng 6, mẫu xe điện mini nhỏ gọn nhưng đầy chức năng. Chiếc SUV mini chỉ dài 10,2 feet, tương đương với 3,11 mili. Là sao? 3 mét 11 mili, đúng rồi. Nhưng có thể chở được 5 người đó. Nhỏ nhưng mà cũng chở được 5 người, chứ không phải là nhỏ là chở được có 2 người hoặc 3 4 người. Nhưng mà tuy nó nhỏ nhưng nó vẫn chở đủ được 5 người Á Châu, người Việt Nam đó. Là vì thiết kế chiếc xe này, mẫu này đưa ra để thiết kế dành cho người nhỏ con của người Việt Nam mình. Nhưng mà bây giờ đẩy ra thị trường Mỹ thì tuyến thì 5 người, chắc người Mỹ nó to gấp 2 người Việt Nam, cho nên mình nghĩ chở được 3 4 người thôi. Là vì nghĩ nó nhỏ thì cái ghế cũng nhỏ thôi, chứ đâu có thể cái ghế bự chà bá được. Thì đây, trong cái bản tin này thì nó nói là coi như là chở được 5 người, là coi như luôn cả tài xế. Xe tuy nhỏ gọn nhưng có khoảng sáng gầm xe khá lớn và được trang bị bánh xe 16 inch, cho nên chiếc xe này cũng tương đối mạnh mẽ. Nó là SUV loại mini, chắc cũng tương đương với Tesla đâu quá. Mình nghĩ nó nhỏ chắc cũng cỡ tương đương với Tesla, nhưng mà Tesla thì chạy xe đến 21 inch, là cái bánh xe của Tesla đến 21 inch, 20 đến 22 inch. Còn chiếc này thì chỉ 16 inch, cái bánh hơi nhỏ so với những cái loại xe mini khác. Thì mỗi cái nhà sản xuất họ có một cái tiêu chuẩn riêng của họ, cho nên mình không thể nói nó phải như thế nào được, là vì tất cả họ có những cái người kỹ sư họ theo dõi cái độ an toàn của chiếc xe khi họ gắn cái bánh cho cái từ sự cân đối của chiếc xe. VinFast dự kiến sẽ bắt đầu bán xe VF3 tại Việt Nam vào năm tới. Vậy còn nước Mỹ thì sao? Nếu như vậy thì mình nghĩ chắc là sang năm thì họ bán ra Việt Nam chừng một vài tuần, rồi sau đó họ chở qua Mỹ họ bán, là vì những cái hạ đại lý ở Mỹ họ rất là thích đó. Tuy nó nhỏ nhưng mà nó đi được 5 người thì mình nghĩ là chắc nó cũng tương đương với xe Tesla Model Y, là vì Model Y nó cũng nhỏ xíu à, nó như chiếc sedan thôi, nhưng mà nó lại là gọi là SUV, cũng 5 chỗ ngồi đó, cho nên mình nghĩ chắc nó tương đương với lại là xe Tesla Model Y. Thì nó cũng SUV, hai dòng xe nó cũng SUV giống nhau, nhưng cũng chở được 5 người giống nhau đó.
Thì như mình nói trên chiếc Tesla nó cũng nhỏ xíu à, chở người Á Châu 5 người chứ chở tụi Mỹ mẹ thì chừng khoảng 4 người thôi, chứ không thể nào mà đi hết 5 người đâu, vì cũng bự con gấp 2 lần cái người Việt Nam mình lận. Cho nên mình nghĩ chiếc xe mà giá 20 ngàn này á thì có thể bán được, là vì nhưng mà ngược lại cái đoạn đường chạy mới là quan trọng, cái khoảng cách mình chạy được bao xa, cái đó là cái điểm quan trọng. Nhưng mà cái giá 20 ngàn này thì nó phù hợp cho sinh viên, học sinh nó chạy đi học đó, chỉ việc đi chạy đi học về cái khoảng cách thì gần 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 quanh nhà nó đi học rồi thì cũng tốt, thay vì mua chiếc xe Corolla bây giờ nó còn ba mươi mấy 40 ngàn cha rồi đó. Cho nên mua chiếc xe điện này nó vừa tiện lợi, nhỏ gọn nhưng mà cũng đẹp nữa, thấy mẫu mã VF3 thấy cũng rất là đẹp, vuông vuông gọn gọn nhỏ nhỏ, rồi chở được 5 người thì cũng tốt, đi gia đình đi chơi cũng được, đi ngắn ngắn đường gầy đường gần quanh thành phố cũng tốt. Cho nên mình nghĩ cái giá này là quá rẻ, tại Mỹ không có chiếc xe nào mà giá mà 20 ngàn cả. Cho nên mà với cái giá này là sẽ đánh thắng ở Mỹ, là vì sinh viên học sinh của Mỹ trên 18 tuổi rồi là nó tự lái xe đi học đó, mỗi người mỗi chiếc, mỗi người mỗi chiếc, mà cái giá này là quá rẻ với so với thời điểm bây giờ, là vì chiếc xe mà rẻ nhất của Honda với Toyota bây giờ cũng ba mươi mấy 40 ngàn rồi, chiếc Corolla hay là chiếc Honda Civic chạy bằng xăng, nhưng mà bạn điện thì bây giờ nó phong trào, nó trào lưu tại California là cái trào lưu chạy xe điện, bây giờ ai họ cũng thích đi xe điện hết đó. Cho nên VinFast mà tăng được cái đoạn đường của chiếc xe mini này lên một chút nữa thì mình thấy nó hay hơn. Thì thông tin thì không thấy họ công bố cái đoạn đường chạy bao xa nếu mà nhập xe vào Mỹ, còn mà căn cứ cái thông tin ở bên Việt Nam á thì chiếc xe VF3 này chạy được khoảng 200 km, nếu sạc đầy thì 200 km thì nó chừng khoảng 150 mile, 150 mile thì chạy sạc xăng sạc điện mỗi ngày, mình nghĩ là như vậy. Tại đại diện của công ty nói với VinFast dự kiến bắt đầu bán xe VF3 tại Việt Nam vào năm tới. Vậy còn nước Mỹ thì sao? VinFast ra mắt ô tô điện 20.000 đô la tại Mỹ. Đại diện của công ty nói với Automotive News rằng VinFast đang xem xét bổ sung mẫu xe điện này vào dòng sản phẩm tại Mỹ. VinFast 3 có thể có giá khởi điểm khoảng 20.000 đô la, là chiếc xe điện rẻ nhất ở Mỹ. VinFast đang thay đổi chiến lược khi tìm cách bán các mẫu xe thông qua các đại lý ở Mỹ. Nhà sản xuất xe điện đã tổ chức một số cuộc họp và nhận được phản hồi tổng thể tích cực. VinFast nói, chúng tôi đang thảo luận với phần lớn các đại lý lớn có uy tín trên khắp nước Mỹ sau những phản hồi tích cực từ các đại lý của chúng tôi. Thông tin chi tiết khác sẽ được công bố trong thời gian tới. Đó là VinFast tuyên bố là rất nhiều cái đại lý họ ủng hộ việc VinFast nhập cảng cái dòng xe 20.000 này. Cái ông Duke House, cố vấn của VinFast, lý giải việc các mẫu xe phân khúc hạng A khác như Chevy Spark và Fiat 500 bị ngừng sản xuất có thể để lại cơ hội cho VinFast. Cái ông mà cố vấn cho VinFast thì ông nói là cái việc mà khai phá sản hoặc là không có sản xuất nữa của những cái dòng xe Chevy Spark và Fiat 500 á, là những dòng xe mini, cũng là SUV, cũng là xe chị quên mất tiêu SUV, là coi như là họ đã dẹp bỏ rồi, là vì họ không bán được trên thị trường Mỹ nữa vì đó là xe xăng. Bây giờ họ dẹp đi rồi, cái dòng xe đó họ loại bỏ rồi, họ không sản xuất nữa. Thì đó là cơ hội cho xe điện mini của VinFast.
nói ráng riết mình bị cà lăm cà cặp cái này lộn qua cái kia. Hell cho biết nhà sản xuất xe điện đã có hai cuộc gặp với các đại lý tiềm năng. VinFast thậm chí còn mang mẫu xe xốp VF3 có kích thước thật tới trưng bày tại các đại lý. Bây giờ họ đem xe mẫu, xe mà xe giả đó, xe bằng xốp đó, họ để đó, họ khoe ra rồi, trưng bày cho vui rồi. Cố vấn cho biết gần như tất cả các đại lý, khoảng 100 trong số họ đều muốn thấy VF3 được đưa đến Mỹ. À, khoảng 100 trong số họ, tất nhiên là mình nghĩ là cũng cỡ 100% rồi. Nói chung là các dealer bán lẻ nào của Mỹ đều rất thích thú với cái dòng xe 20.000 đô này, là vì cái giá nó quá rẻ, không có cái dòng xe nào rẻ hơn nữa. Họ thích toàn bộ dòng sản phẩm, nhưng tôi có thể nói rằng VF3 đã nhận được phản hồi gần như 100%. Hell giải thích trong một cuộc phỏng vấn, họ thật sự thích VF3 và lý do là nó có thể có giá dưới 20.000 đô la. Trong tháng qua, VinFast thậm chí còn mang mẫu xe xốp VF3 có kích thước như thật tới trưng bày tại các đại lý của họ. Đó, đem đi chào hàng rồi đó, gọi là đi quảng cáo rồi đó. Cố vấn cho biết gần như tất cả các đại lý đều muốn thấy VF3 được đưa đến Mỹ, lặp tới lặp lui cũng một câu giống nhau. Mặc dù giá của VF3 vẫn chưa được tiết lộ, nhưng VF6 lớn hơn của VinFast có giá khởi điểm khoảng 26.000 đô tại Việt Nam. Wow, bự hơn mà lại có giá 26.000 đô nữa, nhập vào Mỹ nữa thì bán cạnh tranh với Tesla là cũng được. Nhưng mà cái độ chạy xa của nó, của VinFast còn còn hạn chế quá. VinFast mà tăng được cái độ xa nữa thì mới có sức cạnh tranh mạnh, có thể là đánh bật cả Tesla. Chứ còn mà cái đoạn đường chạy ngắn quá, đi vòng vòng trong thành phố chơi thôi, không đi đâu xa được, thì thường thường họ 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 lười mua hơn đó. Vì ăn được cái sạc hoài đi xa chút không được, phải mua chiếc xe xăng nữa thì nó bất tiện. VinFast tiết lộ 4 mẫu xe điện cho dòng sản phẩm xe điện tại Mỹ, bao gồm VS6, VS7 và VS8. Trong đó có VS9 là coi như 4 dòng xe chủ lực mà VinFast muốn bán tại thị trường Mỹ. Rồi bây giờ bổ sung thêm cái dòng xe VF3 nữa. VinFast cũng đã có động thổ nhà máy xe điện đầu tiên tại Mỹ vào tháng 7. Tuy nhiên, một chiếc ô tô điện trị giá 20.000 đô sẽ mang lại thứ gì đó độc đáo và được yêu cầu. Mặc dù thị trường Mỹ nổi tiếng với những chiếc xe tải cỡ lớn và SUV, nhưng ngày càng có nhiều người mua đang tìm kiếm những chiếc xe nhỏ hơn, hiệu quả hơn. Phân khúc này, giá cả nói chung là mối quan tâm lớn. Theo Hell, Hell là cái ông mà cố vấn giám đốc về bán xe của VinFast á, với mức giá 20.000 đô, VF3 có thể mang đến thứ mà không nhà sản xuất ô tô nào khác có thể chạm tới, coi như độc cô cầu bại luôn. Cái giá quá rẻ là giá độc cô cầu bại luôn, không có cái giá nào bán ra tại thị trường Mỹ mà với cái giá 20.000 đô cả. VF3 cũng có thể đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế xe điện 7.500 đô. Thông qua việc cho thuê có khả năng mang lại mức giá thấp tới 12.500 đô cho người mua hàng. Đó, thì cái này là một cái hình thức lách luật của các nhà mà bán lẻ. Thì họ trước tiên họ nói mình muốn mua chiếc xe mà VF3 này đi, thì mình thuê nó đi. Mình thuê nó đi để cho chính phủ nó họ 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 cho một cái trừ thuế là 7.500 đô đó. Thì sau thời hạn, khi lúc mà lấy được cái 7.500 đô này á, thì mình làm giấy tờ mình mua nó luôn, đầu tiên mình thuê sau đó mình mua, thì mình lại lợi được cái 7.500 đô. Thì lúc đó trừ ra lại á, thì cái giá chiếc xe VF3 này chỉ còn 12.500 đô thôi đó.
Thì cái giá mà giá 12.500 đô này á, thì họ không có tính thuế theo cái giá này đâu nha. Họ tính theo cái giá là 20.000 đô thuế, họ đánh thuế. Nếu mà đánh thuế thì họ đánh theo cái giá 20.000 đô. Nhưng mà cái giá số tiền mình trả thì chỉ còn 12.500 đô thôi. Là coi như là giá rất là rẻ, xuống được 7.500 đô là cái khi lúc mà mình lấy được thuế về. Đây là một cái hình thức gọi là lách luật, là vì xe nhập cảng vào Mỹ thì không có được giảm cái 7.500 đô này. Nhưng mà nếu mà chiếc xe mà rẻ dưới 20.000 đô này á, mà còn đem đi cho thuê á, mình các đại lý mà theo cái kiểu mà luật cho thuê á, nên khuyến khích người ta chạy xe xe điện á, thì nó vẫn có được cái 7.500 đô cái tiền mà thuế return này cho lại cái chủ chủ xe. À, thì cho nên mình nghĩ, theo mình đoán thôi, cái này là VinFast không nói rõ, là vì họ nói là 7.500 đô thông qua việc cho thuê đó, cho nên mình suy đoán thôi là lúc đầu mình thuê chạy năm 2 năm lấy được cái tiền thuế 7.500 này, xong sau đó mình làm thủ tục mình mua luôn chiếc đó luôn, thì cái giá lúc đó còn có 12.500 đô thôi. Thì có thể 7.500 đô đó nó thuộc về cái người 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 dealer xe, rồi họ bán mình lại cái giá là 12.500 đô. Nhưng mà thuế mà họ đánh giá thì có thể đánh vào cái lúc giá ban đầu là 20.000, theo mình suy đoán. Thường Mỹ nó hay như vậy, trừ cái những cái kia là không phải cái giá của chiếc xe, chỉ là cho lại 7.500 đô. Cho nên khi lúc mình mua xe thì cái thuế nó vẫn đánh vào cái giá trị ban đầu của chiếc xe là 20.000 đô, chứ không phải là 12.500 đô. Cho nên mình vẫn cái chịu cái khoản thuế ở cái giá ban đầu. Nhưng ngược lại, cái hãng mà cho thuê xe này, họ sẽ tính cho mình chiếc xe đó chỉ có 12.500 đô thôi. Đó là coi như họ lách luật. Đó là một cách lách luật mà hợp pháp. VinFast đang chật vật để giành được sức hút tại thị trường Mỹ với việc hãng dẫn đầu xe điện là Tesla phải giảm giá cả năm, buộc các nhà sản xuất ô tô khác phải làm theo. Khi được hỏi tại sao các đại lý ở Mỹ lại muốn có một chiếc xe điện mini, Hawley chỉ ra rằng mình là người dẫn đầu về giá và thu hút những người mua trẻ tuổi. Cái mục tiêu của xe VinFast là giá rẻ, và cái người khách hàng mà có thể mua được là những người trẻ tuổi, sinh viên, học sinh, hoặc là những người họ chưa có thu nhập cao thì họ mua rất là dễ. 20.000 đô vay tín dụng cũng dễ nữa, trả tiền hàng tháng cũng rẻ hơn. Cho nên là mình nghĩ cái xe này nếu mà tung ra thị trường Mỹ thì VinFast sẽ bán rất là chạy, là vì nó to như chiếc Tesla USV Model Y thôi. Thì có 20.000 đô, trong lúc Tesla đến 50-60.000 đô. Thì tại sao có khác nhau? Chỉ là mua để chạy đi học, chạy đi làm gần 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 quanh thành phố thì không có gì là trở ngại cả. Thay vì đi chiếc xe xăng thì phải tốn tiền xăng mắc, rất là mắc. Rồi tiền tu sửa của chiếc xe xăng cũng rất là mắc. So với chiếc xe điện thì chạy cái thời gian 10 năm sau đó nó cũ rồi thì quăng đi là vừa. Có 20.000 đô chạy 10 năm đi là nó quăng là cũng được rồi, theo cái giá trị của ở Mỹ là như vậy. Công ty đã hạ giá để cạnh tranh, nhưng nếu không có thương hiệu ổn định, con đường phía trước có thể còn rất khó khăn. Một chiếc ô tô điện trị giá 20.000 đô sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho danh mục đầu tư của VinFast tại Mỹ. Thương hiệu có thể khẳng định vị thế của mình trong một phân khúc sẵn sàng tiếp tục phát triển. Đó là cái bản tin ngày hôm nay, cũng là kết thúc cái video của mình. Các bạn đã xem đến cuối video rồi thì cũng đừng tiếc một like cho cái video của mình. Và nếu bạn nào chưa từng bấm subscribe thì nhớ ủng hộ cho kênh của mình một cái subscribe nhé. Đừng tiết kiệm nhé các bạn, vì video miễn phí mà. Ok, chúc các bạn một ngày thật là vui, và đừng quên tặng cho mình một cái subscribe hoặc là bỏ những cái bình luận bên dưới. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại vào video tới. Bye bye.